Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường, đến từ công ty Adamagic. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái vấn đề mà mình chắc chắn nhiều bạn sẽ rất quan tâm, đặc biệt là những bạn mới bước chân vào cái việc sản xuất âm nhạc và thu mix master. Đó là cái việc sử dụng cái reverb mà nó giả lập lại một không gian có thật. Cái vấn đề nó như vậy các bạn. Có nghĩa là hồi trước tới giờ, khi mà các bạn dùng reverb cho một cái bài hát ấy, thì thông thường là mình sẽ kiếm những cái VST và mình sẽ design lại về pre-delay, những cái thông số về decay, pre-delay, lay reverb này nó rất là nhiều, và làm sao để mà nó đúng với cái không gian mình muốn bằng những cái thông số đó, thì nó sẽ rất là khó khăn cho các bạn khi mà các bạn tính toán như vậy. Và đặc biệt là những bạn mới bắt đầu á, là khi mà cái việc nghe của các bạn chưa tốt á, thì cái việc design này nó là một trong những cái bước rất là khó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tips mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể vượt qua được cái khó khăn đó. Đó là mình sẽ dùng một cái kiểu reverb như thế này. Rồi, các bạn nhìn vào màn hình ha. Ở trong Studio One ấy, nó có một cái phần mềm reverb nữa tên là Open Air. Thì cái cách thức hoạt động của cái reverb này nó hơi khác với cái reverb mà các bạn hay dùng một chút xíu. Đó. Về cái nguyên lý hoạt động của cái reverb này các bạn, nó khác với cái reverb của các bạn sử dụng ở cái chỗ đó chính là nó giả lập lại một cái không gian có thật các bạn, chứ không phải là một cái reverb mà các bạn sẽ design, một cái reverb mà các bạn phải mất công phải design này nọ, mà nó là một cái không gian có thật. Mình ví dụ reverb này đi, đây là một cái reverb truyền thống này các bạn, là các bạn sẽ phải design cái phòng chiều rộng chiều cao, free delay bao nhiêu, hoặc là len decay bao nhiêu, vân vân, thì nó sẽ rất là khó. Còn cái reverb này á, là nó giả lập lại một không gian có thật. Như thế nào để từ các bạn ha. Đây, có nghĩa là giả sử như là mình đi, mình rảnh quá, mình vào nhà thờ Đức Bà và mình la hét ở trong đó, hoặc là mình hát, hoặc là mình nói một câu gì ở trong đó, và mình dùng những cái thiết bị và mình capture lại cái âm thanh đó, và sau đó khi mà mình đem cái âm thanh đó về và mình sẽ phân tích xem ví dụ như là mình đứng trong nhà thờ Đức Bà như vậy, khi mình la lên thì cái thời gian tăng rã là bao nhiêu, độ dài của reverb là bao nhiêu, vân vân. Thì khi mà mình phân tích cái đó xong, mình lấy cái mẫu sóng đó lại, mình lấy cái mẫu âm thanh đó lại, mình bỏ vào cái phần mềm Open Air này, thì cái phần mềm Open Air này nó sẽ phân tích cái phần reverb đó ra, reverb ở nhà thờ Đức Bà đó ra, và các bạn có thể hoàn toàn có thể dùng cái reverb này để mà ịn vào những cái track còn lại, và nó sẽ giúp cho các bạn design lại một cái không gian có thật là ở chỗ cái nhà thờ Đức Bà đó. Các bạn nắm được ha. Thì để mà dễ hơn á, là mình sẽ thử ha. Ví dụ như là mình có một cái mẫu âm thanh có sẵn đây, đây là một mẫu âm thanh khi mà mình chưa bỏ cái gì vào hết, một mẫu âm thanh khô các bạn. I'm waiting for you. I'm holding my breath. Đó, thì cái này là một mẫu âm thanh khô này các bạn, chưa có reverb gì hết. Các bạn có thể kiếm những cái bộ reverb có sẵn như thế này, những cái mẫu sample có sẵn như thế này ở trên mạng rất là nhiều. Các bạn đánh cái chữ là input response này các bạn. Input reverb hay input response cũng được. Và nó sẽ ra rất là nhiều những cái gói free để các bạn xài. Thì những cái này á, là những cái người, nó giống như là những cái người giống như hồi nãy mình nói á, nên là họ đến những cái nơi khác nhau và họ thu lại cái sample reverb ở đó, và sau đó người ta pack lại, và chúng ta có thể dùng những cái này để mà chúng ta design lại cái không gian ở chỗ cái nơi mà bạn, cái nơi thật đó luôn. Đó, giả sử như là mình lấy một cái phòng đi ha, cái phòng của Ruby gì đó mình không biết, để các bạn nghe cái reverb thử có giống như trong phòng không nha. I'm waiting for you. I'm holding my breath. Đây, các bạn thấy giống trong phòng các bạn. I'm waiting for you. I'm holding my breath. Đó, hoặc là mình lấy một cái cái garage đi ha, garage đổ xe đi ha. Các bạn nghe thử nó giống như là đang hát ở trong garage nha. I'm waiting for
giống như các bạn, giống như là mình đang đứng trong một cái garage mà xung quanh toàn là sắt, toàn là đồ kim loại á, cho nên âm thanh của khi mà nó vang của các bạn nó sẽ vang hơi hơi ong ong, hơi sáng sáng một chút xíu. Đúng các bạn, rồi mình lấy một cái nơi khác đi ha. Một cái cabinet, một gì đó đi. Xem. I'm waiting for you. I'm holding my breath. Đó, hoặc là mình lấy một cái horn nào đó đi các bạn. Horn này các bạn. Thì chắc chắn cái reverb của mình sẽ phải rộng hơn rất là nhiều. I'm waiting for you. I'm holding my breath. Đó, thì các bạn thấy á, có nghĩa là mình dùng chỉ có dùng những cái phần sample này thôi và mình bỏ vào, thì ngay lập tức cái phần mềm này nó sẽ đọc lại, nó sẽ phân tích và nó cho mình thấy được là cái độ dài bao nhiêu, và sau đó mình sẽ, nó sẽ giúp cho mình có thể design lại cái không gian đó một cách khá hay, khá tốt. Thì cách này là một trong những cách mà mình rất hay dùng khi mà đặc biệt đối với những cái bài mà theo kiểu là mình muốn cho nó thật. Ở các bạn, giả sử như là mình có một bài hát vocal với piano không thôi, và mình muốn vocal và piano cùng đánh trong một cái nhà thờ, hoặc là cùng đánh trong một cái hall nào đó, thì mình sẽ dùng cái reverb này và cái hiệu quả của nó rất là tốt và rất là tiện. Cái thao tác nó khá nhanh hơn so với các bạn sử dụng cái reverb thông thường. Mà đặc biệt á, là cái OpenAI này là một trong là cái phần mềm đi chung với Studio One nữa, nó free nữa. Ableton cũng có nha các bạn, Cubase cũng có. Cái nào nó cũng có cái kiểu reverb này hết á. Và nó giúp cho cái thời gian xúc tiến của các bạn nhanh hơn, nhưng mà cái hiệu quả nó tốt hơn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một trong những cái tips nó khá tốt về phần reverb. Và hy vọng á, là sau clip này thì các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm nhiều hơn và giúp cho những cái sản phẩm của các bạn sau này nó hiệu quả hơn. Nếu các bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những comment, các bạn có thể inbox hoặc là comment phía bên dưới. Mình và team Adam Music sẽ xem xét và có thể làm những cái clip tiếp theo để mà giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.